Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao Chí Beo Hoàng Mai. Tiếp tục lại là em đang ở Hải Phòng, ở nhà ông chú Hùng, setup lại cấu hình và bổ sung thêm đồ cho ông chú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng các bác nhá. Thì ông chú cực kỳ đam mê, và hôm trước đây chính là con lưu mình, và phải nói là cũng phải có bản lĩnh đấy, bản lĩnh nghiện đấy, nghiện dám chơi các cái dòng cao cấp này, cực kỳ cao cấp. Một là sở hữu, một là có được sở hữu, hai là cực kỳ đam mê. Còn hát hay hay chưa hay chưa quan trọng bằng chúng ta được sở hữu những món đồ hiệu trong nhà các bác nhá. Đó là một niềm đam mê của rất nhiều các bác, các chú, các anh sở hữu những dòng Lumen 5002. Ok, xin mời tất cả các bác cùng em sẽ tiến tới thiết bị của chú Hùng. Tiếp đó là một cái bàn mixer. Nếu trước em về nó còn nguyên sách các bác nhé, nguyên sách là LS9 này. Đó. Còn rất mới, rất đẹp luôn, còn thiếu cái thùng xốp thôi các bác nhé. Đó là một quyển catalog đầy đủ của, đây là một con LS9 16 la. Hôm nay em sẽ cung cấp cho chú Hùng. Trời hơi tối một chút, nhà chú hơi bị kém bóng điện cho nên quay cũng không được đẹp và lùa là cho lắm, mong tất cả các bác thông cảm. Dưới đây là một cái đầu mic, trên này thì cái bộ cũ của chú rồi, và đây là bộ cũ của chú ấy. Em sẽ cung cấp cho chú một con DVX-260 và một đầu AM Sennheiser 3031. Tiếp đó lại là một con Equalizer DL370 và một cái dòng mà em Cao cũng tương đối thích các bác nhá. Tiếp đó là một con power shop của em Cao, trước đây chú cũng lấy, đó là con M30D, một cái dòng 900W đánh vào 715 ngọt xỉu luôn, và ở dưới là chú mua của anh em những thiết bị ở dưới các bác nhá. Thì chính thức hôm nay em có tại mặt tại Dương Quang, Thủy Nguyên, Hải Phòng để xét một cấu hình cho chú Hùng. Dạo này em rất có duyên cả các chú các anh ở dưới Hải Phòng, rất là đam mê luôn. Xin mỗi một lần clip lên thì xin mời tất cả các bác cùng thưởng thức một ca khúc qua Lumen KK 106 104S. Ok, và xin mời tất cả các bác cùng em Cao sẽ thưởng thức một ca khúc qua một đoạn thôi nha các bác nhá. Và các bác đừng quên hãy cho em Cao xin một like, có thể ngày mai ngày kia em lại chuẩn bị trở lại Hải Phòng các bác nhá. Xin mời tất cả các bác cùng em Cao, và đừng quên cho em Cao xin một like các bác nhá. Ok. Sẽ có ngày sống mãi bên em.
có người yêu mang tên Hồng Ngư. Dù bao cách chờ nhưng không nhạt nhòa, tình này dành cho em đó và khắc ghi vào tim tôi. Hồng Ngư ơi, nhớ em muôn. À, vừa rồi các bác được em Cao thể hiện một ca khúc có thể là rất nhiều bác cho là hơi khô khan, nhưng em cũng muốn thể hiện một cái chất âm của đầu lưu mình, nó ra một cái chất cực kỳ chân thật các bác nhá. Một tay mic lửa trăm triệu, đó là những cái gì mà người Đức dành cho chúng ta và tất cả các bác đam mê. Trên đó là một cái bản Yamaha tình trạng xuất sắc luôn các bác nhá, đẹp xuất sắc luôn. Em phải dành cho nó từ là cực kỳ xuất sắc luôn. Đó, còn nguyên cả sách vở. Đây là một cấu hình, một dàn của Châu Hùng, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Và cảm ơn ông chú người đam mê, cực kỳ đam mê luôn. Đó là những cái gì mà các bác, các chú dành ủng hộ em Cao liên tục. Những thiết bị cao cấp và đắt tiền. Trên em còn có cả Sen 5200 MK2 đầu Deceiver AM 3732, tình trạng cũng mướt mượt nuốt nuột các bác nhá. Và các bác đừng quên, trước khi rời máy thì các bác hãy cho em Cao xin một like. Và em cũng nhấn mạnh luôn rằng em hát hơi khô một chút để các bác thấy cái độ chân thật của đầu lưu mình KK104S các bác nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác clip gần nhất. Xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều.